Chào đón quý vị đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV tại phố Houston cho bản tin trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2020. Nhóm phóng viên Đài Việt TV của chúng tôi hiện tại đang có mặt tại trong khu viên khu chợ Hồng Kông 4, tòa lạc trên đại lộ Bel Air Sài Gòn. Và trong ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị cùng tham dự vào trong chương trình diễn hành ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump ra tái tranh cử trong năm 2020, trong năm nay. Với những thành viên trong ban tổ chức tên gọi là Việt USA for Trump cùng với lại tất cả đồng hương cử tri người Mỹ gốc Việt ủng hộ cho đảng Cộng Hòa. Và xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình với chúng tôi. Say praise the Lord. He's draining the swamp in Washington, D.C., restoring freedom to you and me. Trump train! Can you hear the whistle sound? Trump train! We're boots on the ground. Trump train! Don't you feel the engines roar? Trump train! Kick socialists out. Đã ghi danh được 150 chiếc xe, mặc dù là nhiều đồng hương của mình muốn tham gia hơn nữa, nhưng mà tại vì chúng ta có cảnh sát hộ tống phái đoàn cho nên bị giới hạn ở 150 chiếc, thành thử ra trước hết cũng xin lỗi với đồng hương nào mà ghi danh trễ mà không đến được. Một mục đích chính của Việt USA đó là làm cái chương trình để hỗ trợ cái sức mạnh chính trị lá phiếu của người Việt Nam chúng ta, là bởi vì cộng đồng Việt Nam là một cộng đồng lớn mạnh, trưởng thành về nhiều mặt, về kinh tế, về giáo dục, về xã hội, gia đình, tất cả các cái. Nhưng cái vấn đề mà sức mạnh về chính trị thì chúng ta vẫn còn rất là yếu. Và với vì đó đó, hình ra những cái quyền lợi của người Mỹ gốc Việt chúng ta có giới hạn. Thành thử ra khi mà chúng ta có lá phiếu thì chúng ta có sức mạnh. Cho nên Việt USA ngày hôm nay là một cái buổi chúng tôi rally. Thứ nhất là những anh em, những đồng hương mà ủng hộ cho đảng Cộng Hòa cũng như ủng hộ cho đường lối của Tổng thống Donald Trump trong 4 năm qua, thì kỳ này đến với nhau để mà hy vọng rằng là chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ cho nước Mỹ mạnh mẽ trong 4 năm tới. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi thấy là ông Tổng thống vừa làm việc vừa tranh cử rất là bận rộn, và đáng tiếc là ông bị gọi là dương tính coronavirus. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là hiện nay ở trong giai đoạn này thì Hoa Kỳ đã chuẩn bị và sẵn sàng để mà có những cái thuốc để mà trị bệnh rồi. Thành ra có lẽ là họ sẽ chữa cho ông sớm lành, và chúng tôi cầu nguyện cho Tổng thống và đệ nhất phu nhân sớm bình phục để mà tiếp tục cái công việc lãnh đạo đất nước. Và như quý vị thấy là sự hiện diện của hầu hết các cử tri ủng hộ cho đảng Cộng Hòa, ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump tái tranh cử trong năm 2020 đã có mặt từ rất là sớm, mặc dù là chương trình chính thức được bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay. Và phía bên tay phải là sân khấu và các ban tổ chức đang rất là bận rộn. Ở phía bên tay trái ấy hiền thì có rất là nhiều những anh chị em thiện nguyện cũng đang điều hợp những cái chiếc xe vào đúng vị trí với những con số được sắp trên những cái vạch đổ parking spot trong khu Hồng Kông 4 ngày hôm nay. Tất cả mọi người chúng ta ngày hôm nay đến đây trong một tình yêu của quê hương thứ hai, và chúng ta mong đợi rằng lá phiếu của người Mỹ gốc Việt sẽ là một cái năng lượng để mà hỗ trợ cho đất nước Hoa Kỳ, nơi mà chúng ta trong bao nhiêu năm nay đã được cưu mang, đã được thành đạt, và gia đình con cái chúng ta phát triển. Đó là cái điều mà Việt USA ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi xin hân hạnh được khai mạc cái chương trình Caravan Trump MAGA 2020. The sky is beautiful. We see the airplane carry the Trump banner. USA! 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 Republicans! Việt USA for Trump! Việt USA for Trump! Có lá cờ của
the flag of the Republic of Vietnam. USA! Tổng thống Trump được những thành tựu trong 4 năm nay hơn bất cứ tổng thống nào trong lịch sử. Và trong nhiệm kỳ 2, ông sẽ đưa nước Mỹ tới một tầm cao hơn. Tác động đầm lầy tại Tòa Bạch Ốc mang lại hàng triệu việc làm mới cho chúng ta, cơ hội mới cho những người Mỹ, trong đó có người Mỹ gốc Việt chúng ta. Này cái sự đông đảo của quý vị, anh em chị em chúng tôi trong ban tổ chức cũng cảm thấy rất là khích lệ, vì đã trong hơn 3 tháng qua chuẩn bị các chị đi bán những cái áo để phân phối cho quý đồng hương, cũng như là các chị em chúng tôi đêm hôm qua đã làm tới 12 giờ đêm để chuẩn bị cho cái buổi diễn hành xe cũng như là cổ động cho buổi sáng hôm nay. Mạnh Thường Quân, thật sự ban tổ chức cái thời gian đầu thì mình chỉ kêu gọi đồng hương ủng hộ áo với nón, chứ mình cũng chưa có kêu gọi để mà ủng hộ tiền. Quý đồng hương nhiều người họ đã có áo có nón, họ muốn ủng hộ nữa thì mình làm sao? Thì lúc đó thì mới có cái việc là nhận những cái tấm check của quý đồng hương, hay là những cái bảo trợ giống như bản thân chị Christine Quỳnh là bảo trợ máy bay. Thì đó là những người rất là có lòng. Cái buổi gặp mặt rally ngày hôm nay cũng là cái buổi để mà tất cả những quý đồng hương ủng hộ Đảng Cộng Hòa cố gắng nêu cao tinh thần trách nhiệm cũng như là cái nghĩa vụ của người công dân cho đất nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai của mình. Tổng cộng thì tính từ cái lúc mà mình bắt đầu cái chương trình này đó cho đến tận thời điểm hiện đại thì bao nhiêu chiếc áo đã được bán ra rồi ạ? Nhóm đã bán ra được 5.000 cái áo rồi. Đa số đồng bào cũng mua để mà gửi về Việt Nam cho thân nhân ở bên Việt Nam nữa. Ngoài áo ra thì chúng ta còn có những cái gì khác nữa ạ? Gồm có bán nón và cờ của Việt Nam, cờ của Trump, nón áo là của Tổng thống Trump hết. Nếu không có cái sự quảng đại và tấm lòng quý mến của quý vị thì có lẽ anh chị em chúng tôi khó thực hiện được ngày hôm nay. Rất cảm ơn tất cả quý Mạnh Thường Quân và Thiện Quyền Viên. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị cùng gia quyến, và nhất là chúc lành cho đất nước Hoa Kỳ của chúng ta, và đặc biệt chúc lành cho Tổng thống Donald Trump và phu nhân mau khỏe mạnh. Keep America great. Keep America great. Gotta stick to our guns. Keep the freedom we've won. Keep America great. There will never be another USA. Freedom won't come back if we give it away. It's time to vote. It's time to pray. Let's join as one. Let me hear you say, vote Trump 2020. Go Trump 2020. Vote Trump 2020. Vote Trump. Keep America first. Keep America strong. We are all in the fight for our God-given rights. Keep America one. One, two, three, four. There will never be another USA. Freedom won't come back if we give it away. It's time to vote. It's time to pray. If you love your flag, let me see it wave. Vote Trump 2020. Vote Trump 2020. Vote Trump 2020. Vote Trump. 4 more years. Come on everybody, 4 more years. Come on everybody, 4 more years. Come on everybody, 4 more years. There will never be another USA. Freedom won't come back if we give it away. It's time to vote. It's time to pray. Let's join as one. Let me hear you say, vote Trump 2020, go Trump 2020, vote Trump 2020, vote Trump. Keep America great. Keep America great. Four more years.
mời anh chia sẻ tại sao anh lại chọn khoác lên mình chiếc áo hoàng kỳ này. Các lá cờ này là lá cờ của Việt Nam Cộng hòa chúng ta. Em rất là hạnh diện với cái lá cờ này. Em là một người Việt Nam. Xin mời các anh chị trẻ cố gắng dành ít thời giờ để đi bầu để cho những người ở trong thượng viện của Mỹ học với Việt Nam mình cũng có lòng. Cô lúc nào cô cũng bầu cho đảng Cộng hòa từ ngày cô qua Mỹ tới bây giờ. Nếu như anh có điều muốn chia sẻ với những cử tri, những tiểu bang và những thành phố khác thì anh sẽ nói gì? Hãy suy nghĩ và chọn lựa một người đúng đắn cho mình. Vừa rồi là những hình ảnh của nhóm phóng viên của Đài Việt TV của chúng tôi gửi đến quý vị những tinh thần ủng hộ cho đảng Cộng hòa cũng như là ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump cùng với nội các của ông tái tranh cử trong nhiệm kỳ mới năm 2020. Ái Hiền và Như Lê xin chào và mến chúc cho quý vị có một ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.